Ngon quá. Đá lên. Ớt cay xin mời lại đây nhá. Làm miếng nữa. Ầm. Tôi quá lấy chưa hết. Chả còn dối lắm. Xin chào cả nhà, hôm nay nhà mình lại ăn món chuột rán cả nhà, rất chi là ngon. Hôm nay chơi hai cháo. Chào gia đình nhá. Hôm nay có món đặc sản chuột đồng rán rất ngon. To chưa cả nhà ơi? Quá ngon. Tôi. Đây thì con đây mẹ gỡ cho cái đùi nha. Hôm nay rán này chấm với Tôi. Lá chanh này thì tuyệt vời. Lá chanh một cành, ớt cay thì mời lại đây nhá. Làm miếng nữa. Ầm. Tôi quá phải nấu 2 miếng. Chà, xé vãi cho kìa. Ừ. Không chia được ở đâu. Không ra ăn cho nóng nè. Tuyệt vời ông mặt trời. Ăn cơm đi. Bằng bằng cơm ngon quá. Ngon quá. Con mới ăn như thế là gặm thì bẻ ra. Uầy, nóng quá. Nó không phải con cầm bát cầm chấm hấp dẫn. Mời cả nhà nhá. Ngon quá. Đá lên. Cái loại thần thánh này mới ngon. Rồi xin mời lại đi. Ôi trời, nhai cả xương luôn. À, miếng thế là con ập gà giòn nhỉ, đều giòn thế. Chán lột ngon quá. Không chả được. Ở nhà review miếng da này quá giòn. Không quá cả nhà. Rất đồng, đúng rồi. Hai con ăn no, vẫn là hai choác. Làm hai choác cho nó hấp dẫn. Nửa con này là nửa con. Mình ăn luộc, ăn hấp, ăn nấu nhiều rồi nè. Ăn rán này cảm giác rất là ngon mà nó ngậy, nó canh nạ miệng, nó nói chung là ngon khó tả mà nhỉ. Khó tả, nó giòn ngon, giòn ngon béo ngậy. Ăn cảm giác như mình đang ăn cái giòn như là kiểu như ăn mịt, ăn cái gói gọi bim bim. Kêu thú gấu bim bim bim. Kêu hóa hóa. Mì mê phòng tô. Giống nhau, giòn. À, không biết chán, ăn no thôi.
ẩm. Ngay cả xương cả đùi luôn, chân luôn. Không có gì thì thế nào luôn. Quá tuyệt. Ngày gọi là không có phải chê được tuyệt vời. Đấy, đó, giòn hết. Đấy là nó xong rồi em. Con này to. Ngon này này. Lấy chưa hết. Chả còn dối lắm. Đúng ạ. Quấy mấy phát cho nó đậm đà không quên. Làm mình ơn cái xè luôn. Rồi. Mời gia đình nhá. Rồi mời gia đình. Ôi giời ơi, ăn miếng chuột mà người xem nước miếng còn rớt. À vâng. Ngon. Hết luôn. Hết luôn, hồi làm hai phát cho hết luôn đi. Nhưng mà ớt này hôm nay nghe có vẻ không cay đâu. Được thế là rồi, tê tê được rồi. Tê tê. Đấy, ăn cay được. Ớt cay thì không cay. Được. Đấy, hai phát là hết nửa con chuột. Thế bao nhiêu chuột cho nó vừa. Nhưng mà được, mình nói thôi được cái là bẫy được nhỉ. Đấy, anh em đi bẫy được nên là bắt được nó nhiều. Hôm nay ăn cái món cùng với su hào muối. Món ăn còn tốn cơm. Su hào muối là tốn cơm lắm. Ăn nào hợp. Ui dồi, vẫn còn một đĩa to này. Món này vui nấu xương đấy, cho trà cái đùi, thế mới ngon. Ngọt ngọt thế. Nhìn miếng nào ra miếng đấy. Thế rồi cứ làm như nào hai phát hết nửa con. Thế cho nó khớp. Ăn cho nó đã. Đằng nào cũng vào bụng. Cứ phải nhai cho nó thoải mái mồm, mát mồm. Đầy mồm sướng. Đấy. Hai miếng đấy. Hai miếng hết một con, nửa con. Thế là bốn miếng là hết một con. Bao nhiêu chuột cho nó vừa. À thôi thì Hương mới xuống lấy bố quả ớt nè, không thấy cay. Kìa Hương xuống lấy quả ớt không thấy cay, cho thêm quả ớt nữa. Lấy hai quả vào. Con này ăn như này mà nửa quả ớt không thấy cay. Cho cả quả mồm luôn. Ui dồi. Ôi nhai nốt còn để bớt lại cái đùi. Ẩm phát là xong. Thế. Khớp. Có ăn được. Có ăn được. Da giòn lắm cả nhà. Da giòn như bim bim. Kiểu quá luôn. Ăn da này khôn. Ngon quá. Ngon mới là lạ. Đây này, cô Quyền này. Cứ liên tục phát triển. Tiếp tục con nữa cả nhà. Kiểu như là chưa được ăn dao thèm mà. Ngon lắm. Ăn như thế mà suốt ngày ăn rồi vẫn còn hóng hóng. Các bạn nghe thấy tiếng giòn không? Giòn. Nghe tiếng như là kiểu đang nhai cái phồng tôm, pim pim. Tuyệt vời. Đấy, làm con đấy, làm cả con luôn. Còn đấy, con này bé. Bé làm cả con, to nằm nửa. Đấy, ăn như chà màu. Tê cay nó ngon, hấp dẫn. Hai miếng đấy, chơi đấy. Luôn. Hai miếng. Con này chắc phải làm, ui. 3 miếng là vừa. Không uống cái câu đi bẫy nhỉ. Làm phát hết nửa con sướng. Ăn ngon. Đấy quả ớt này mới tê tê. Đây chuột ra ngoài đồng đầy. Quan trọng có bẫy được không. Đấy. Khớp kèo 3 miếng, 2 miếng nó to. 3 miếng nó vừa khít. Đấy. Ăn liền mồm như thế nó mới, lúc nào nó cũng nhai nó mới kiểu như là nó mới sướng cái mồm này. Sướng. Nhai giòn cả khặc. Đấy, làm cái da đi. Ăn da ngon cơ. Da ngon. Ăn da này ngon cả nhà. Chuẩn rán ăn da này ngon, có mỗi cái da giòn nhất nên. Ngon, được. Hấp dẫn. Mình phải làm con thèm. Quá.
Mình về đến bây giờ mình đã chơi được 4 con rồi. Còn thứ tư. Ăn mãi không biết cháo. Mà mời về đến nhau. Ba miếng ở nhà liên tục, mồm lúc nào cũng phải không ngừng. Kèm thêm đến chua hàm muối, ăn mà nó ngon, đủ vị. Quân. Ngon quá rồi nhỉ? Quân làm cái chuột này. Quân làm luôn à? Thôi, hôm nay giết tập gắng gần hết. Xin ngon. Chào lại gia đình nha. Rồi ăn ba bốn con mà ngồi ngắc ngư rồi nhỉ? Xin hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo nha. Chào tất cả gia đình, thank you mọi người rất nhiều.